Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Mọi người thân mến, dung lượng bộ nhớ 64GB hay là 128GB đã không còn trở thành dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn với nhiều dòng máy ra mắt trong năm 2023 nữa. Chúng ta không chỉ nhận thấy những sự thay đổi này ở phân khúc cao cấp, mà ngay cả những phân khúc tầm trung như là Redmi Note 12S mới ra mắt trong thời gian gần đây với mức giá chỉ khoảng 6 triệu đồng mà chúng ta đã có dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn là 256GB rồi. Vậy ngoài một dung lượng bộ nhớ khủng và một mức giá rất là dễ tiếp cận thì Redmi Note 12 S còn điểm gì nổi bật hay không? Hãy cùng mình tham khảo trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Ưu đãi hè cực hot, Redmi Note 12S mới ra mắt nhưng đã có giá cực kỳ ưu thương tại website hoanghamobile.com, chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng mà thôi. Chưa kể đến khi mà các bạn tham gia thanh toán, các bạn sẽ được tặng kèm thêm thẻ bảo hành hoặc là voucher trừ thẳng vào giá của sản phẩm. Cụ thể như thế nào thì hãy click vào link mình để dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé. Mở đầu cho video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi năm 2023 dung lượng bộ nhớ bao nhiêu là đủ. Điều này thì còn tùy thuộc vào rất nhiều những cái nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, nhìn chung thì có thể thấy rằng các ứng dụng ngày càng trở nên nặng hơn và nhiều người dùng thì đang có xu hướng là lưu trữ rất nhiều hình ảnh, video, tài liệu vào trong một cùng một thiết bị. Do đó mình nghĩ rằng với bản thân mình, 128GB chỉ khoảng là chưa đầy một năm đã đầy dung lượng bộ nhớ rồi, chứ chưa nói gì đến là 64GB. Còn với dung lượng bộ nhớ 256GB ở mức độ dùng cơ bản thì có lẽ là tha hồ để các bạn có thể lưu trữ và sử dụng máy trong một khoảng thời gian dài. Trong khi đó, có rất nhiều dòng máy ở thời điểm hiện tại vẫn đang còn có thẻ nhớ SD đi kèm với máy. Cũng khá là bất tiện đối với người dùng khi mà người dùng sẽ phải mua thêm một cái thẻ nhớ ở bên ngoài. Và thậm chí với những cái dòng cao cấp hơn, chúng ta sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn hơn để đầu tư cho một chiếc máy có dung lượng cao hơn. Và với mức giá chỉ khoảng 6 triệu đồng trên Redmi Note 12S thì mình thấy rằng với dung lượng 256GB là quá là hời, quá là đầy đủ cho những người dùng ở thời điểm hiện tại. Thêm một lý do nữa nên mua Redmi Note 12S đó là về phần điểm cộng cho màn hình. Dù là smartphone tầm trung thế nhưng mà Redmi Note 12S lại sở hữu màn hình tuyệt đẹp với thiết kế đục lỗ thời trang hiện đại, độ phân giải cao Full HD Plus và tần số quét 90Hz, độ sáng tối đa lên tới 1000 nits. Với màn hình 6,43 inch, sử dụng tấm nền AMOLED Full HD Plus, Redmi Note 12S đem đến cho không gian trải nghiệm cho mọi người dùng một cảm giác rất là sắc nét, màu sắc sống động, nịnh mắt. Đặc biệt là với một cái tần số quét khá là cao sẽ đem đến cho các bạn có những cái trải nghiệm vuốt chạm mượt mà trên từng ngón tay. Các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn khi mà các bạn chơi game để thấy rằng một cái màn hình có tần số quét cao sẽ cho chúng ta nhiều lợi thế như thế nào. Với độ sáng tối đa là 1000 nits thì cực kỳ phù hợp với những ai mà thường xuyên phải hoạt động ngoài trời nắng, ví dụ như là các anh shipper chẳng hạn. Ngoài ra thì chế độ đọc sách trên chiếc máy này cũng khá là hay ho, với cái độ sáng là 3.0 sẽ giúp vừa bảo vệ mắt cho chúng ta mà còn vừa tiết kiệm pin cho điện thoại nữa. Về chip thì Xiaomi đã trang bị cho Redmi Note 12S con chip là Helio G96, một con chip đến từ nhà MediaTek ở mức độ tầm trung và đáp ứng được khá là tốt các tác vụ cơ bản. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có RAM 8GB để có thể giải quyết được một số những cái tác vụ nặng hơn, ví dụ như chúng ta có thể là chơi một số những cái tựa game cơ bản, những cái tựa game nổi tiếng như là PUBG, Liên Quân, Liên Minh. Tuy nhiên mình thấy rằng nếu như mà các bạn hoạt động trong một thời gian dài hay là chúng ta render quá là nhiều những cái video trong vòng một ngày thì chắc chắn là hiện tượng giật lag vẫn là có. Ngoài ra thì chiếc điện thoại vẫn được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 13 và MIUI 14 đi kèm với các tính năng đặc biệt khác như là cảm biến hồng ngoại, kháng nước và kháng bụi IP53, cảm biến vân tay ở cạnh bên. Tổng quan lại, đánh giá về phần hiệu năng thì mình đánh giá rằng Redmi Note 12S sẽ có thể vượt trội hơn so với những dòng máy trong cùng phân khúc giá. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ vẫn lưu ý rằng đừng nên hoạt động máy quá nhiều trong một thời gian dài ở ngoài trời nắng như là thời tiết ở Hà Nội ở thời điểm hiện tại, hay là chúng ta hạn chế xuất quá nhiều video trong cùng một ngày, hay là các bạn có thể là chơi game một lúc rồi hãng để cho máy nghỉ để tránh cái hình tượng là giật lag nhá. Về phần camera, nếu bạn là fan của chụp ảnh thì không nên bỏ qua Redmi Note 12S. Máy được trang bị hệ thống camera vô cùng ấn tượng với camera chính là 108MP, 8MP và 2MP. So với các đối tượng cùng phân khúc giá của Redmi Note 12S thì gần như là nó vượt trội hơn hẳn nhờ được trang bị camera chính lên tới 108MP. Với cảm biến này thì mọi hình ảnh được tái hiện một cách rõ nét nhất, người dùng có thể thoải mái chụp ảnh, quay video trong mọi điều kiện ánh sáng. Với những thông số đáng kinh ngạc như vậy thì Redmi Note 12S phải nói rằng rất nổi bật ở phân khúc giá 6 triệu nếu như các bạn muốn mua một chiếc máy để về quay phim, chụp ảnh. Mình thấy rằng là với những cái chất lượng hình ảnh mà Redmi Note 12S mang lại thì thậm chí là nó rất là sắc nét trong cả điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra với camera selfie là 16MP thì mang đến cho mình những cái trải nghiệm hình ảnh khá là nịnh mắt.
Như các bạn đã biết thì với những chiếc máy Trung Quốc thì chúng ta sẽ có những cái thước ảnh nó rất là mịn da, nó cà da rất là mịn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ không cần phải dùng những cái filter hay là những cái ứng dụng ở bên thứ ba, bởi vì trong máy đã có cài đặt sẵn rồi. Ví dụ như trên Redmi Note 12S thì chúng ta sẽ có film camera và cả Xiaomi Pro Cut để các bạn có thể biến những cái bức ảnh của mình trở nên lung linh hơn, rực rỡ hơn trước khi đăng lên mạng xã hội. Về thời lượng pin thì quá là hời rồi, với Redmi Note 12S chúng ta sẽ có viên pin là 5000mAh. Bên cạnh đó chúng ta còn có chế độ sạc nhanh là 33W, giúp rút ngắn tối đa thời gian để các bạn có thể là sạc cũng như là nạp đầy năng lượng cho chiếc điện thoại của mình, đáp ứng nhu cầu cho cả một ngày dài. Do đó về phần pin này thì mình đánh giá cực kỳ cao, một mức giá chỉ khoảng 6 triệu đồng mà chúng ta đã có rất là nhiều những cái điểm cộng, đúng không nào? Từ phần màn hình này, rồi là chúng ta có một viên pin khủng này, dung lượng bộ nhớ lưu trữ 256GB, và còn màu sắc thì rất là thời thượng, bắt mắt, hợp với mùa hè này nữa. Các bạn thấy sao về Redmi Note 12S? Hãy comment phía dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ video cũng đã dài rồi, đừng quên ấn like, subscribe cho Hoàng Hà Channel, ấn nút chuông thông báo để sớm gặp lại chúng mình trong tương lai. Mình và Redmi Note 12S, xin chào, see ya!